Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh của em. Thì tiếp tục em làm video về cục đẩy H500 của LX Aquatic. Đó, đây là một cái dòng đẩy em mới về anh em nhé. Nó có kênh A và kênh B đấy, như anh em nhìn thấy. Đây là một dòng đẩy hai kênh. Nó cho ra công suất là 500W trên một kênh. Đó, 500W trên một kênh. Thì với cục đẩy này anh em có thể chơi được hai cặp loa bát 25 hoặc chúng ta có thể chơi được một cặp loa bát 30 anh em nhé. Nhưng với cái video hôm nay em sẽ đánh hai cặp loa bát 30 cho anh em nghe chất âm của nó anh em nhé. Đó, rất là ok luôn. Đó, cục này thì bên em đang bán với giá là 4 triệu. Đó, mặt màu đen anh em nhìn này, những cái tai này đó, nhìn nó rất là chắc chắn nhá, nhìn nó rất là chắc chắn và một màu đen nhìn nó rất là nam tính và rất là đẹp đúng không ạ. Cục đẩy này thì nó cái chiều sâu của nó rơi vào tầm 40. Đó, 40 đến tầm hơn 40 cm một chút anh em nhé. Đó, hơn 40 cm một chút. Đó. Đây nào cũng đẩy demo. Em để ra để test chất âm thôi. Đó. Tất cả nó đều có bảo hành. Đấy, chống hàng giả cho anh em hết. Để cho anh em tin tưởng đúng không ạ? Cục đẩy này nó lên tới 16 sò anh em nhé. Đấy, 16 sò. Và bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên. Đó, sẽ test chất âm của cục đẩy này. Đó, chơi hai cặp loa luôn anh em nhé. Đó, mỗi vế chơi một cặp cho anh em xem. Đó, vế tiếp theo. Đúng không ạ? Em sẽ mở một bản nhạc vàng trước. Đó, kênh 1 này. Sáng tiếng nhé. Kênh 2. Chất âm cục đẩy H500 chơi hẳn một cặp loa bát 30, chơi hai cặp loa bát 30 anh em nhé. Mỗi kênh chơi một cặp, mỗi kênh chơi một cặp loa bát 30. Rất sáng tiếng luôn ạ. Em đang mở rất nhỏ đấy anh em nhé. Mở với hướng tầm 7 giờ thôi. Đó, chỉ 7 giờ thôi. Đó. Vậy mà nó cho ra chất âm đã quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây thì em đang cắm dây nhạc. Đó, lấy từ máy tính trực tiếp cắm vào cục đẩy này. Đó, đường input. Đó, anh em nhé. Đó. Và đây là dây ra loa. Đó, đây là hai dây ra loa đây. Và em chơi đang chơi một cặp loa bát 30 và linh như anh em nhé. Đó, linh loa. Đó. Hiện tại thì em đang chơi hai cặp loa, một cặp loa LX V12 với giá là 8 triệu đồng ở cặp dưới, và cặp trên này là TVK12 với giá là 12.500.000 anh em nhé, một cặp. Đó, đang chơi trên cục đẩy H500. Đó, phải nói là chất âm rất là ok, rất là sáng tiếng anh em nhé. Đó, với cục đẩy này tầm giá 4 triệu đồng. Đó, anh em mua trên thị trường bây giờ là rất chi là hiếm anh em nhé. Đó, để chúng ta thay thế, anh em mua về thay thế những âm ly. Đó, chơi nó sẽ căng hơn, cái tiếng nó ra nó chắc, nó căng và nó tròn hơn anh em nhé. Đó, bây giờ rất ít khi đấy, anh em chơi âm ly nữa rồi. Đó, với cục này anh em mua về để thay thế âm ly thì không còn gì để nói. Đó, giá cả thì rất là ok đúng không ạ. Hàng chính hãng, bảo hành cho anh em lên tới 1 năm. Và em sẽ mở một bản nhạc remix nữa nhé, để cho anh em nghe. Đó, cái tiếng bass của nó.
Rồi ok. Đó. Em nghe thấy không? Đang mở rất nhỏ rồi. Đèn nháy rất đẹp đúng không ạ? Đèn nháy rất đẹp anh em nhé. Quá hay luôn. Tầm rất là tuyệt vời. Đó. Dạ, rất là chắc tiếng. Phải nói là rất là chắc tiếng anh em nhé, tiếng ra rất là chắc và rất là căng. Đó. Với cục đẩy này để thay thế những âm ly nhà mình thì rất là ok. Đó, rất là ok anh em nhé. Và không để anh em chờ lâu nữa, em sẽ mở cái lắp để cho anh em xem nội thất qua một lần nữa về cái cục đẩy H500 này để cho anh em mua sản phẩm yên tâm hơn. Anh em đợi em trong giây lát. Đó, sau khi vắn ốc xong thì bây giờ em sẽ mở cho anh em xem cái nội thất bên trong của nó. Đó. Anh em thấy thế nào ạ? À? Rất là ok đúng không ạ? Cục biến áp rất là lớn anh em nhé. Cục biến áp này nó rơi vào tầm 17-17cm, 17-18 anh em nhé. Đó, tất cả là bằng đồng hết. Đó, tất cả bằng đồng hết anh em nhé. Đó, nếu mà nguồn nhôm nguồn nhôm thì trả lại em tiền, trả lại anh em tiền luôn và đền cho anh em nhé. Hàng rất là chất. Và nó lên tới 8 tụ anh em nhé. 8 tụ 63V. Sò này, con này nó có rơi vào 16 sò LJWK. Đó, cho anh em xem 16 sò LJWK. Đó. Bên này 8 sò này, bên này 8 sò. Và 16 sò. Đó. Ngoài ra thì mặt sau nó đều có hai quạt tản nhiệt anh em nhé. Đó, mặt sau nó đều có hai quạt làm mát. Đó, và có những cái thanh nhôm này. Thanh nhôm tản nhiệt rất là ok đúng không ạ? Đó. Dây giắc thì nó bó rất chi là gọn gàng. Đấy. Nói chung là với cái tầm giá 4 triệu thì anh em thì không tìm đâu được cái mẫu đẩy này đâu anh em nhé, trên thị trường. Nhất là sản phẩm mới và bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng. Đó, sản phẩm chính hãng của LX Autotic. Đó. Cục này thì anh em về kết nối thì cũng rất dễ thôi. Ở đây nó đều có đầu lỗ, đấy, lỗ speak công để cho anh em cắm rắc lưu trích loa, hoặc chúng ta có thể kết nối đó, kết nối cầu xoắn anh em nhé. Đó, kết nối cầu xoắn đấy, mặt đằng sau đó, cho anh em xem. Đó. Ngoài ra thì những đường input này đó, thì nó đều có anh em xem. Đó, kênh 1, kênh 2 thì nó đều có những đường link anh em nhé. Đó, nó đều có link kênh hết. Đó, đều có những link kênh hết. Đó. Anh em có thể sử dụng chế độ gạt parallel. Đó. Parallel. Đó. Parallel và stair.
Ở đây thì em đang để chế độ steer cho anh em. Đó, để chế độ steer nhé. Em sẽ tháo ra cho anh em xem. Đây. Đấy, khi chúng ta gạt sang bên tay tay trái thì nó sẽ là panel, để chế độ giữa thì nó sẽ là steer, và gạt qua phải nó sẽ là parit anh em nhé. Chập kênh tới cục đẩy này anh em, để cho em chế độ steer về chơi cặp loa bát 30 là ok rồi đúng không ạ? Rồi ok, thì em làm video ngắn này. Anh em xem video thấy hay nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Bác nào có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Giá cục đẩy này bên em đang bán với giá là 4 triệu đồng. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.